Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Thế Giới Hôm Nay. Từ xưa đến nay, ai ai cũng rõ một điều rằng các ngôi sao và hàng hiệu là hai khái niệm luôn song hành với nhau. Bởi hoạt động trong lĩnh vực giải trí với mức thu nhập cao so với bình quân đầu người, các sao hoàn toàn có điều kiện để tiếp xúc với những món đồ hiệu xa xỉ. Tuy nhiên, đồ hiệu cũng có nhiều cấp bậc khác nhau. Bên cạnh những món đồ hiệu bình dân thì cũng có vô vàn các item với mức giá cao ngất trời mà không phải sao nào cũng có thể chi. Song đâu đó vẫn có những sao Việt được xếp vào hàng dân chơi thứ thiệt với hàng loạt những bộ sưu tập sang chảnh không ai bì. Liệu bạn có thắc mắc họ là ai, mức độ giàu có của họ như thế nào? Hãy cùng Thế Giới Hôm Nay khám phá ngóc với nam sao Việt sở hữu bộ sưu tập khủng nhất thể hiện giàu có hơn người. Năm, Trấn Thành, bộ sưu tập nước hoa. Đầu tiên trong danh sách này chính là MC quốc dân Trấn Thành. Với độ phủ sóng dày đặc ở các kênh truyền hình nên không hề sai khi nói Trấn Thành là một MC đắt show nhất Việt Nam ở thời điểm hiện tại. Và tất nhiên mức cát-xê của nam MC cũng thuộc hàng top hiện nay, biết đâu có thể ngang ngửa Sơn Tùng MTP. Các bạn thấy sao? Theo thông tin hé lộ, thu nhập của anh mỗi tháng có thể lên đến hàng tỷ đồng từ việc làm MC, đi diễn, đại diện thương hiệu. Tiền bạc rủng rỉnh cho phép Trấn Thành có cuộc sống thoải mái, mua sắm hàng hiệu như đi chợ. Nếu theo dõi Trấn Thành, hẳn bạn biết rõ ông xã Harry Won có niềm đam mê vô bờ bến dành cho việc sưu tập nước hoa. Nam danh hài ước tính có khoảng 250 chai nước hoa trị giá hàng tỷ đồng đến từ các thương hiệu nổi tiếng thế giới như Tom Ford, Clyde Christian, Rosa Dove, Bond No. 9. Nam danh hài còn hé lộ anh là chủ nhân trọn bộ hai hàng nước hoa đắt nhất thế giới, trong đó có một chai nước hoa mà Trấn Thành phải chi $1,800, khoảng hơn 40 triệu đồng để có được. Ngoài nước hoa, giờ đây khán giả lại biết thêm một sở thích xa xỉ nữa của anh, đó là sưu tập cài áo. Trấn Thành đã từng đăng tải một đoạn clip ngắn về việc đập hộp bộ sưu tập 20 chiếc cài áo của các nhà mốt nổi tiếng có giá trị gần nửa tỷ đồng. Bộ sưu tập nước hoa của các bạn có bao nhiêu chai? Hãy thử so sánh với Trấn Thành xem nào. Bốn, Mai Phương Thúy, đồng hồ. Ở vị trí thứ tư chính là Hoa hậu Việt Nam 2006, Mai Phương Thúy. Từ trước đến nay, Hoa hậu Mai Phương Thúy thường được khán giả biết đến với hình ảnh một người đẹp giàu có, cùng sở thích mua sắm hàng hiệu đắt tiền. Ngoài trang phục, đồng hồ là món phụ kiện ưa chuộng của người đẹp, và nàng hậu luôn biết cách chứng minh đẳng cấp của mình bằng những chiếc đồng hồ xa hoa mà không phải ai cũng có thể sở hữu được. Bộ sưu tập đồng hồ của cô gây choáng ngợp khi cái giá trị lên đến hàng chục tỷ đồng với nhiều thương hiệu khác nhau như Patek Philippe, Audemars Piguet, trong đó còn phải kể đến những chiếc như Patek Philippe 1,3 tỷ đồng, Big Ben Uniqlo Kingo White 1,4 tỷ đồng, Audemars Piguet hơn 2,2 tỷ đồng, Royal Art Offshore Chronograph 1 tỷ đồng. Thú chơi hàng hiệu của nàng hậu còn khiến nhiều người phải bái phục khi tậu chiếc đồng hồ trị giá 1,7 tỷ đồng vào dịp Giáng sinh 2019. Thế nhưng vì nó quá nặng nên người đẹp đành phải cất tủ chứ không đeo, cứ như là món đồ bình thường mua ở chợ, đẳng cấp là đây chứ đâu phải không các bạn? Ba, Đàm Vĩnh Hưng, sưu tập hơn 700 đôi giày. Sau nhiều năm hoạt động trong showbiz, Đàm Vĩnh Hưng trở thành một trong những nghệ sĩ giàu nhất nhì làng giải trí khi sở hữu khối tài sản khiến nhiều người trầm trồ. Không chỉ thế, anh còn nổi tiếng là một ca sĩ có gu thời trang xanh điệu với một núi hàng hiệu như mơ. Nhìn tủ đồ hàng hiệu của Đàm Vĩnh Hưng, chắc chắn bất cứ ai cũng phải choáng ngợp. Dòng ca say tình cho biết, tủ đồ trong nhà anh luôn tràn đầy đồ hiệu với nước hoa, giày, túi sách. Chỉ riêng số giày hiệu của anh, đếm xương xương cũng phải hơn 700 đôi đủ kiểu dáng, màu sắc tới từ các nhãn hiệu thời trang hàng đầu thế giới. Trên trang cá nhân, Đàm Vĩnh Hưng đang loạt ảnh tạo dáng nằm bên núi giày dép, quần áo khủng của mình khiến nhiều người phải trầm trồ. Với bộ sưu tập của mình, ác hẳn Mr. Đàm thừa sức mở cửa hàng giày cao cấp và còn đẳng cấp hơn các shop giày kinh doanh bên ngoài. Không chỉ có giày, riêng những thứ khác như mũ, khăn, nam ca sĩ cũng sở hữu cho mình vài trăm cái hàng hiệu đắt tiền. Đàm Vĩnh Hưng cho biết, chỉ cần bán bớt những trang phục và phụ kiện này, nam ca sĩ cũng thu được về số tiền lớn. 2. Ngọc Trinh, bộ sưu tập bông tai, giày, túi xách, đồng hồ. Xếp ở vị trí thứ hai chính là yêu nữ hàng hiệu Ngọc Trinh. Nghe bì danh thôi là đủ hiểu rồi đúng không? Không chỉ gây ấn tượng bởi body nuột nà, quyến rũ, Ngọc Trinh còn khiến bao người suýt xoa ngưỡng mộ khi sở hữu khối tài sản khủng cùng bộ sưu tập đồ hiệu đắt đỏ.
Trên trang cá nhân, Ngọc Trinh nhiều lần khiến dân tình ngỡ ngàng với loạt hàng hiệu của mình, từ giày cao gót, quần áo cho tới túi xách đắt đỏ đều có đủ. Nếu như lúc ở nhà cũ, Ngọc Trinh từng phải đập cả hồ cá để xây tủ đựng túi và giày, thì khi chuyển sang nhà mới, cô đã xây cả một căn phòng chứa đồ hiệu cực kỳ rộng rãi, xa hoa như một cửa hàng thời trang thực thụ. Nếu kể sơ sơ, yêu nữ hàng hiệu đang tạm giữ cho riêng mình trên 300 đôi giày, các loại có giá đắt đỏ từ hàng chục đến cả trăm triệu đồng. Với đại lý giày của mình, Ngọc Trinh đã khiến các fan thắc mắc, đến hết đời chưa mang hết giày. Cùng hàng trăm chiếc túi xách đến từ các thương hiệu nổi tiếng như Hermes, Gucci, Chanel hay Louis Vuitton. Hơn 500 đôi hoa tai đủ các kiểu dáng, màu sắc trông vô cùng rực rỡ. Đối với bộ sưu tập đồng hồ, Trinh luôn khiến các fan đứng ngồi không yên khi khoe những chiếc đồng hồ có giá từ vài trăm cho đến vài tỷ đồng. Trong đó cao nhất có thể kể đến chiếc đồng hồ mang thương hiệu Richard Mille có giá 4 tỷ đồng, bằng một căn biệt thự các bạn nhỉ. Bạn thấy sao về mức độ giàu có của Ngọc Trinh? Một, Đan Trường, bộ sưu tập siêu xe. Bạn nào là fan của anh Bo thì chắc chắn đều biết Đan Trường nổi tiếng từ những năm cuối 90, đầu 2000 với các bản hit kể ra không hết. Không chỉ thành công trên con đường sự nghiệp, nam ca sĩ còn có cuộc sống hôn nhân viên mãn bên người vợ xinh đẹp, giỏi giang và cậu con trai đáng yêu khiến nhiều người ngưỡng mộ. Không chỉ thế, Đan Trường còn gây choáng cho người hâm mộ khi sở hữu khối tài sản khủng. Bên cạnh cơ ngơi đồ sộ tại San Jose, California, Mỹ, Đan Trường còn là chủ nhân của hàng loạt siêu xe đình đám trên thị trường ô tô thế giới. Trong gara của vợ chồng Đan Trường có nhiều dòng xe thương hiệu đình đám trên thế giới: Rolls-Royce, Mercedes, Tesla, BMW, Ferrari với tổng trị giá hơn 1 triệu đô la Mỹ. Trong đó cực phẩm phải kể đến mui trần Lamborghini Aventador LP704 Roadster màu trắng nổi bật và Ferrari California đen bóng sang trọng. Giá xe Lamborghini Aventador LP704 Roadster tại Mỹ dao động từ 450.000 đến 850.000 đô la Mỹ, tương đương gần 11 đến 20 tỷ đồng. Có thể thấy, dàn xe của Đan Trường không hề thua kém những siêu xe của doanh nhân cường đô la tại Việt Nam. Nếu như những siêu xe này được đưa về Việt Nam thì giá trị hoàn toàn có thể trên cả trăm tỷ. 1. Bộ sưu tập của sao Việt nào làm bạn ấn tượng nhất? Hãy comment câu trả lời của bạn trong phần bình luận. Đừng quên like và share video nếu bạn thích nội dung hôm nay. Cũng như nhấn nút đăng ký theo dõi kênh để là người đầu tiên được xem những video mới nhất của Thế Giới Hôm Nay. Xin chào và hẹn gặp lại!